anh em. Đây chính là khu mình học võ, rất là rộng nhá. Đây. Rộng không? Chỗ này là người ta để trồng trồng rau thôi. Đây là đường tắt này. Bình thường là mình đi học võ thì hay chạy qua đây. Gai gai tạo trong đau quá đi. Trời ơi. Cái chó này.